Cơm trưa nha cả nhà. Nãy em ra ngoài hè ăn rồi. Ăn cơm ngắm cây ngoài vườn. Công chúa nhà em xem phim cả nhà ơi, quay phim không có được. Cho nên là em phải đi ra ngoài đây ăn một mình. Uống nước. Tao ghiền uống nước này ghê. Đúng không? Là cơ bữa nay hổm rày làm đồ bán cả nhà, không có nấu ăn. Ăn bậy bạ, không có rau quả gì đầy đủ hết, ngán quá trời. Bữa nay rảnh rồi nè, kho quẹt liền, kho cá đói nè, với lại mấy cái đầu tôm, thịt tôm để cho mấy đứa nó chiên cái đầu mình ăn nha. Cá đói nó có chua hấp dẫn, thêm chén nó mắm mặn nữa. Đồ ở đây rùi quá. Rồi cả nhà ăn cơm với em nha, thêm cơm nghèo nha cả nhà. Tiếp tục cơm nghèo. Nói cơm nghèo rồi có người vô la nữa, giờ nó ăn vậy mà nghèo cái gì. Cơm nghèo chứ khó kiếm nha. Thôi vậy, đi chơi đi con, chút nữa. Chút nữa cho con ăn sao. Đúng. Nó là quấn rồi. Đi chơi quýnh không có rồi. Đi chơi chút nữa cho ăn. Bữa nay nó cơm trễ nè. Để bụng mà để ăn trước. Ăn trước xong tới tụi bay. Nó cứ nằm ra cả nhà. Nằm im re thấy thương à. Mấy mẹ cái khô cả nhà, nói gì không biết. Thôi mà bốn rồi. Đứa nào ngoan tao thương. Không ngoan là lỗi luôn. Không nuôi nữa. Đầu tôi. Mấy nhóc nhưng mà nó ngoan cái này. Nói chung mang cái đầu hết, đầu bỏ uổng. Để mình ăn. Lâu lâu mới ăn là cả nhà. Không dám ăn này hoài đâu, ăn mấy cái hải sản. Thấy em thì nó chưa đòn cao á. Ngon. Con chuối không? Tự nấu, tự ăn, tự khen. Trong nhà có hai ông bà nói chuyện nói ông rạm đắt quay phim sao được, em làm hai quay phim mà rầm quá tàu quay. Đâu lắm giờ đặt máy rớt vô nào cay. Canh chua mình nấu đừng có bỏ bột ngọt nhiều nha cả nhà, đường bỏ đường nhiều, với lại tắc hoặc chanh, tắc nó sẽ thơm hơn, là canh nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt, muối nè mặn mặn, bỏ bột ngọt như nó không có ngon, nó sẽ làm lẫn nhắc cái nồi canh. Ra đây ăn cơm mấy bà mèo dùm miệng. Nghiệp ghê dùm miệng. Bỏ lại không? Là đây. Qua đây cho mấy cục xương này. Em ăn mấy cái món này á, là ăn một mình cả nhà, tại mấy món này em không có ai ăn. Nói hỏi về chồng ăn hay không có lắc đầu. Có kho canh chua đâu rồi. Kho quẹt nữa là ăn một mình. Mắm. Chứ nhà không ai ăn đâu.
Bye mọi người nha. Có cay, quá xá cay cả nhà ơi.